Đi về đi. Cô đã có người đàn ông bên ngoài, tôi nghĩ đây là cái cách tốt nhất đó. Đúng rồi đó, mẹ nói đúng á. Anh Công thuê mẹ với em hết bao nhiêu tiền vậy? Thuê... Có thuê cái gì đâu. Mẹ và em có thể không thương con, nhưng mà chẳng lẽ hai người không có một chút tình thương nào dành cho Bibo sao? Nhưng mà đây là chuyện của người lớn, chị đừng có lôi tụi nó ra. À, đúng đó. Tại sao không thể đem tụi nhỏ ra chứ? Hai người rõ ràng là đang tìm cách chia rẽ gia đình của tụi nó mà. Hai người có biết những đứa trẻ mà lớn lên trong một gia đình tan vỡ thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không? Nhưng mà bây giờ chị với anh Công như nước với lửa gì đó, gặp là gây. Vậy chị có biết là những đứa nhỏ khi mà nó sống chung một gia đình với ba mẹ không hạnh phúc thì lớn lên tụi nó sẽ như thế nào không? Đồ vật hư người ta còn tìm cách sửa chứ không nỡ bỏ. Vậy thì tại sao vợ chồng chỉ mới có xảy ra chuyện một chút thôi không nghĩ cách hàn gắn mà lại phải bỏ nhau chứ? Trời ơi, tôi xin cô, coi như tôi xin cô, tôi thay mặt cho con tôi xin cô. Đây là cơ hội, là tương lai của nó, cô cho nó đi đi mà. Mẹ, đây là gia đình của con, cho dù phải chết con cũng sẽ giữ lấy nó. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.